mí trước là hồ cá này nếu mà tổng cộng tính ra giá trị của nó thì chắc là nửa tỷ đồng rồi đó. Nửa tỷ đồng rồi đó. Kênh của mình tên là Chú Đồ Bạc. Biệt danh của mình là Chú Đồ Bạc. Chú Đồ Bạc xin chào các bạn. Chú Đồ Bạc xin chào các bạn. Hôm nay Chú Đồ Bạc rất là vinh hạnh lại được đến một chỗ review một clip tiếp theo cho các bạn xem. Thì các bạn nếu mà đã theo dõi kênh Chú Đồ Bạc lúc trước thì đã thấy, đã xem và đã đọc rất là nhiều comment trong clip đó. Nó cũng được hơn 100.000 lượt xem và rất là nhiều lượt tương tác bình luận, trong đó là cái clip tiêu đề là bầy cá rồng mấy trăm triệu nuôi ngoài trời, thả rong ngoài trời các bạn ha. Thì ở nhà của anh Tư Hưng, anh nghệ nhân Tư Hưng, xin mình xin giới thiệu, xin mời anh Tư Hưng. Đây, anh Tư Hưng, cảm ơn anh rất là nhiều đầu clip, cảm ơn anh. Xin chào các bạn. Chào Văn, chào em. Rồi, ok. Chào chú Đồ Bạc. Dạ. Xin lỗi các anh, để mình dẫn cho nó vô câu chuyện nó hay chút xíu. Có nghĩa là sao hôm nay mình lỡ mình review, lỡ sau khi một bầy cá mấy trăm triệu nuôi đã phát triển hôm nay được mấy tháng, 70 ngày đúng không? 70 ngày. 70 sau 70 ngày thì bầy cá phát triển thế đâu, thế nào, sao? Và sau đó là anh Hưng, ảnh nuôi thêm một bầy rất là nhiều, nhập về thêm nữa. Còn về nuôi thế nào sao, cụ thể thế nào sao thì nhờ anh Hưng chia sẻ. Và cái dẫn dắt nữa của là anh Hưng có cái sau khi cái đó nãy anh nói em trước là có sau cái đợt này anh có nhiều bạn, có nhiều chiến hữu này, anh nhờ anh chia sẻ kênh rõ hiểu rõ thêm. Nói chung là từ lúc mà mình chơi cá 17 tháng cảm thấy rất là vui, có thêm nhiều người bạn, có những người cái đam mê, và đặc biệt trong đó có những đứa cháu. Tới mình cảm thấy cuộc đời này thật là tuyệt vời. Và đặc biệt anh biết thêm em nữa. Đó, vậy thôi, bây giờ xin mời. Xin mời giới thiệu luôn nè. Đây là Khoa. Đây, các bạn cũng biết, đây là các bạn Khoa cũng này nó 27 tuổi nhưng mà có một niềm đam mê cá rất là lớn giống mình. Đó. Rồi kể Khoa, nhờ Khoa là kể cơ duyên làm sao biết chú Tư Hưng hay bác Tư Hưng được. Bác Tư là biết thế nào sao và có mối quan hệ sao, và nhờ em chia sẻ cho anh em. Thì như các bạn có biết thì khoảng tầm 3 tháng trước thì mình có làm cái mô hình là nuôi kinh tế. Thì lúc đó biết được chú Đồ Bạc. Thì sau đó thì ngồi với chú cháu rồi này kia thì chú Đồ Bạc mới dẫn qua cho một người bác nữa. Thì đây là bác Hưng. Bác Hưng thì ở cách nhà mình khoảng tầm 2 phút đường cá bơi thôi. Chỉ có 2 phút cá thôi. Cá bơi các bạn. Có 2 phút mà. Có 2 phút cảm thôi, mình đi bộ hơi lâu nha. Nhà bè sông nước mà. Đó. Mà mình không biết, cách nhau rất là gần luôn nhưng mà mình không biết, thì nhờ qua cái kênh của chú Đồ Bạc, giao lưu với chú Đồ Bạc thì mới biết được bác Tư. Thì qua đây hai bác cháu rất là hợp, rất là thích mê nhau không? Luôn. Đúng rồi, mê. Mê cái tốn tiền luôn. Đúng rồi, tốn tiền luôn. Từ ngày mà mình gặp bác Tư Hưng đó, thì mình cảm thấy là mình càng ngày mình càng già ra. Nó như bạn thấy. Còn bác Tư thì càng ngày càng thấy trẻ ra. Tại sao? Bác Tư quên bệnh luôn. Còn nó là coi như càng ngày càng già, mà nó già coi như là già tật á. Đó, thì hôm nay lại là một cái cơ duyên nữa được có mặt trong cái kênh mới của chú Đồ Bạc là kênh Cá Rồng, đúng không chú? Đó, thì hôm nay chú Đồ Bạc sẽ dẫn các bạn tham quan một cái hồ cá mà mình bực mí trước là hồ cá này nếu mà tổng cộng tính ra giá trị của nó thì chắc là nửa tỷ đồng rồi đó. Nửa tỷ đồng rồi đó. Đó, mời các bạn. Không, bằng khoan nha, anh xin ngắt lời cái là quên nữa. Chú Đồ Bạc này công nhận nè, ông mối nè. Để cho những người mê cá tìm đến nhau nè ha. Rồi, cảm ơn em. Dạ, không có chi. Thì mình bật mí thêm là gì, các bạn từ đó giờ là ta là nuôi cá cộng đồng. Bây giờ cái này hay nữa là gì, vừa nuôi cá cộng đồng mà vừa chơi cá cộng đồng luôn. Chơi cộng cá đồng. Cộng đồng là mấy anh em cùng với nhau chơi cá thả xuống cái hồ cộng đồng, chơi tập thể luôn. Chơi cá tập thể luôn các bạn. Nuôi cá sĩ đã nuôi rồi, giờ nuôi cá tập thể. Chơi tập thể các bạn sẽ cùng nhau chia sẻ thông qua clip này. Mong là hãy chia sẻ những cái hiện tại bây giờ là đang bày cá và đang tới đâu, và chơi cộng đồng cá tới đâu, chơi tập thể tới nào nha. Ok, thì các bạn hãy cùng. Thì như đầu clip mình nói, bày cá bữa trước mấy trăm triệu, anh nuôi anh thả xuống hôm nay
nó phát triển tới đâu mình sẽ review cho các bạn xem. Và anh Hưng nói thêm là cái phần này mới thế nào sao nha anh Hưng. Hồi trước là 15 con xì bao này là nằm bên này. Cái bây giờ mình tạm thời mình che cái phần bạc này để mình đưa nó qua. Đó, coi như là mình đưa nó qua đây được khoảng 1 tháng rồi. Rồi tạm thời bây giờ là mình che chắn như đi rồi mai mốt mình sẽ xây một cái hồ, đọc cái nhà này xây lại cái hồ này thiệt đẹp nè. Đây các bạn, đây là 15 em xì bao bữa trước mình đã review cho các bạn xem ở trên cái hồ lớn này. Thì hôm nay do là tăng gia sản xuất, tăng gia kêu bằng tăng đam mê, tăng cái sự đam mê lên cho nên và tăng thành viên, thì bây giờ anh phải là chặt hẹp rồi anh để qua đây, anh cho qua đây thì một chút xíu mình sẽ nói. Bây giờ các bạn thấy sau 15 ngày nhờ camera man quay sát vào sau 15 ngày sau xin lỗi 15 em này sau 70 ngày nuôi, thì hôm nay các bạn thấy là rất là tuyệt vời. Anh nhờ anh Hưng thả vô cho ăn nhái cho nó dí qua cho nó chạy qua đây để cho mọi người cùng thêm nha. Bầy này mấy trăm triệu các bạn ha, thả qua đây cho nó chạy qua đây anh Hưng. Thả vào đây cho nó chạy qua đây. Rồi chắc nó no quá. Rồi thì tại cái giờ này là đã no rồi cho nên là nó không có sung mồi ha, không có hăng máu. Đó. Đó nó tạp. Thì Kha nhờ anh Hưng chia sẻ thêm thì cái bầy này anh qua khi chuyển qua đây thì có cái gì lạ lạ gì mới mới những cái gì của qua anh. Qua đây là khoảng một tuần á, cá có cái hiện tượng như là nó muốn nhảy ra khỏi hồ. Dạ. Nói chung ra là cá nào cũng vậy, lúc mà mới đem về trong một tuần đầu là cẩn thận nha. Cá hay nhảy ra lắm á. Dạ. Đó, qua một tuần đó là coi như là không có lo gì hết á, cá không bao giờ nhảy. Nó dù có thấp nào nó cũng nhảy, trừ khi nào có con gì nó bò trên thôi. Thành ra mình cái kinh nghiệm mình, nói chung là mình cũng đã bị rớt. Dạ. Bị rớt những con cá đã nhảy ra thôi, chứ cá bệnh thì đó. Thì các bạn thấy là sau 70 ngày nuôi mà ảnh con giờ qua đây, nhưng mà các bạn nhìn kỹ camera quay kỹ giùm thì thấy cái màu lên rất là đẹp các bạn, cái màu rất là tự nhiên. Đây như hiện tại bây giờ là hiện tại bây giờ là 11 giờ chưa 10 sáng thì ánh nắng nó vô rất là hay và con cá các bạn thấy không, rất là tự nhiên. Ban đêm anh mở đèn nhẹ thôi đúng không anh? Đúng rồi, mở đèn có nhẹ. Ngoài mưa để ngoài đây các bạn, trời trên đây chỉ che lưới này thôi, ngoài mưa ngoài nắng nó như vậy tự nhiên cho nhiều bạn nợ là hồ nước mưa này nọ, các bạn thấy vô tư thoải mái, nuôi rất là đơn giản mà nước rất là sạch. Dạ. Ha, cá giá trị rất là nhiều nhưng mà nuôi rất là đơn giản các bạn, không có cầu kỳ. Thì những cách nuôi các bạn có thể xem lại trong những clip trước. Đó, đây là 15 em cá này. Bữa trước mình quay, hôm nay có nhiều bạn là yêu cầu mình lợi review lợi xem tới đâu. Đó, cái cameraman quay dùm sơ cách ảnh nuôi thả xuống nước, cái vòng tròn, cái cách nói chung rất là đơn giản, rất là dân dã. Cái hộp lọc rất là đơn dân dã nè các bạn ha. Đây. Cái hồ này là mới phát sinh sau này. Rồi. Câu cá rồng các bạn. Cái này là vui nha, tập thể thao. Các bạn. Đó. Đây là cái bầy mới nha các bạn. Rồi từ từ mình sẽ, khi mà anh Hưng anh làm xong cái này, cái thao tác cho cá tập cá thể thao, cho cá tập thể thao xong rồi mình sẽ chia sẻ. Đó, vô dứt. Con nghèo là cắt đứng được mới lấy được ăn đúng không, hay là không cho ăn luôn? Không cho ăn thì cái này chỉ tập thôi, cho nó hăng thôi. Đó. Trong này có 10 con amino, 30 con huyết với một con xe bao. Con xe bao là con lãnh chúa, con đó là con đầu đàn đó. Bây giờ mình thả mồi vô cho nó, nói chung là cá nình. Cá này mình mới thả có 2 tuần thôi, nó còn nhát lắm. Cá này mới thả 2 tuần. Vậy trong hồ này các bạn, hôm nay ở đây ảnh nuôi rất là nhiều cá các bạn, nhái là muôn lần rất là nhiều, để rất là nhiều cho các bạn ha. tôm nhái rồi với là dế rồi. Đây anh hãy chia sẻ giùm em tại sao anh tăng gia thêm nuôi thêm này nhiều, và sao hiện tại hồ này bao nhiêu em, anh giới thiệu giùm cho. Ở đây có 30 con huyết. Dạ. Yeah. Thêm một... 30 em huyết nha các bạn. Ờ đó. 30 em huyết các bạn nhanh lên biết em huyết này sai mấy bữa trước không? Sai 25. Sai 25. Mới có 10 khoảng 8 triệu mấy con á. 8 triệu mấy một con các bạn. Ờ mình nuôi cái này đuôi càng hết nha. Dạ, đuôi huyết đuôi càng. Ờ đó, nhưng mà nói đúng là mới có 2 tuần thôi mà thấy nó lớn ghê luôn á, bị cách tự nhiên, bị mấy nhỏ nó xúi. Sao rồi vô đây đúng ra anh nuôi anh cũng ngán lắm, mà từ mấy đứa nhỏ nó xúi, nó nói là bác Tư có tiền thì cứ nuôi cá đi cho nó vui đó, sau này lỡ bác Tư già bác Tư có chết thì tụi con nuôi thế cho không sao đó, tụi con còn trẻ mà. Thôi nó nói cũng có lý, miễn sao vui là được rồi. Hồi nãy nói nuôi tập thể là trong đây là có mấy con em gửi trong đây, của Khoa gửi trong đây. Dạ, con thì con gửi ở bên ngoài, trong đây thì không có cá con, tại vì con với
Bắc Tư Hưng là hiện tại đang có một cái cuộc thi với nhau. Có nghĩa là hai cái môi trường khác nhau. Bắc Tư là như mọi người thấy là một cái môi trường hoàn toàn tự nhiên. Còn con thì sẽ nuôi trong môi trường trong nhà và thùng cơm môi xét, có nghĩa là một đứa khổ với một đứa sướng đó. Một đứa là được chăm tận răng với một đứa cứ thả rông vậy đó. Thì con với, đúng rồi, không? Thì con Bắc Tư thi là 6 tháng sau thì coi cá người nào khỏe hơn. Thì Bắc Tư có một cái yêu cầu là bây giờ thả hai con, một con của con với một con của Bắc Tư vô trong một cái thùng cho nó đá nhau giống như cá ly the vậy đó. Thì con nào thắng thì người đó thắng. Đó thì con cũng đang ganh với Bắc Tư cho nên con không có bỏ ở trong này, con để riêng ngoài. Rồi gửi em dẫn lên tới chỗ nào mà em đang gửi cá. Đây chỗ tăng gia vô rất là nhiều các bạn. Đây em khoa đang chỗ này luôn đi chứ. Hiện tại ở đây thì có một cái thùng giả chiến. Đó, thùng giả chiến này là để thùng xốp. Thì khi mà mình gặp được Bắc Tư rồi thì mình học hỏi được rất là nhiều cái điều thú vị. Ví dụ như là không có cần phải thùng composite hay là thùng kiến hay là bất kỳ một cái vật liệu lọc nào đắt tiền hết. Thì đây Bắc Tư chỉ có thùng mút thôi. Đó thì cái này là cái bầy cá của mình. Cá này hơi khỏe anh ha. Cá này. Do là cái hồ cái, dạ. Do cái hồ này là mới đem về hai tuần đúng không? Dạ bằng ngày hai tuần. Bắc Tư luôn. Cho nên là cá nó cũng chưa có ổn và nó đúng cũng các bạn thấy trong nuôi cái thùng xốp mà nuôi không vậy nó cũng bị em nói dạ, đúng là rồi. Bị bệnh thế nào sao? Có thì theo cái kinh nghiệm của mình á thì cá một khi bạn đã muốn nuôi cộng đồng nuôi bầy á thì cứ mạnh dạn nhiều vô. Nghĩa là nhiều ở đây là nhiều cá thể vô trong một cái giàn lọc làm sao cho nó có thể tải nổi cái nước thải của cá thôi. Đó, nhưng mà phải nuôi nhiều chứ ví dụ như mà bạn nuôi hoặc 3 con hoặc là 5 con hoặc 7 con thì mình nghĩ cái tỷ lệ nó đánh nhau sẽ rất là nhiều. Tại vì bầy này ban đầu là 10 con nhưng mà ban đầu nó chưa quen nhau, nó cắn nhau thì mình có vớt một vài con ra bên ngoài để mình trị bệnh. Đó, thì trong đây chỉ còn khoảng tầm 6-7 con thì bạn thấy là hiện tại khoảng tầm một tuần nay thì nó cắn nhau rất là nhiều, cắn liên tục luôn. Đó, bạn có thể thấy ở trong đây. Thùng xốp làm rất là đơn giản, nói thùng xốp nha thôi các bạn ha. Đó, nước không rò rỉ là ok nè. Đó, quên cái này tôi cũng nói luôn nha, cái thùng này là không có một con lanh chúa. Cái hồ kia thì có, tức là khi chúng ta nuôi mà bắt đầu thả là ta phải có một con cá lớn hơn nó. Ví dụ như con này size 25 thì bắt buộc chúng ta phải có một con size trên 35 bỏ vô trước. Con đó nó có cái hình thức là nó có tính cách là răng đe, mày muốn cắn thằng kia thì mày phải qua mặt tao, nó phải ngán thằng này, chính vì vậy nó sẽ sống hòa bình. Đó, rõ ràng hồ nào tôi cũng có một con lớn hết á, cho nên vấn đề đó nó hạn chế lại, nó ít cắn nhau. Còn ở đây nó cắn nhau là gì, vì đứa nào cũng bằng nhau hết á, giống như một bầy con nít mà không có thầy giáo gì đó. Rồi các bạn xem nè, thì nói chung là nuôi cá là chắc chắn phải có sự cắn nhau và sự bệnh, và cái bệnh nó bị đây thì mấy con cá này anh Hưng với Khoa chia sẻ thêm mấy em này thế nào sao giùm ha. 30 con thì có bốn con này nó coi như là từ ở nơi khác đến cái thổ nhưỡng, nó khác cái môi trường, nó khác, nó làm cho con cá bị stress, cộng cái thứ hai là nó căng thẳng rồi nó sẽ bị sù vậy, rồi nó có những cái va chạm, nó nhảy vào trong thầm rồi chốc vậy, từ cái đó nó tiết ra cái chất gì mấy con khác nó lại cắn. Đó, sau 3 ngày rồi trời mưa bão gió tới, coi như bầy cá này nó về trong vòng có một tuần là nó bệnh rồi. Chắc chắn là vậy, thì ta đem vô có một cái hồ tách ra lọc ha, lọc bên này xuống thì bên kia bơm, lúc nào nước nó cũng tuần hoàn, mình chỉ có muối với tơ cha thôi. Mỗi ngày nổi thay nước hay thế nào? Cái này có 4 ngày thay lần, không cần thay. Anh không có thay nhiều đâu đó, như cái vậy đó, 4 ngày thay lần, nhưng mà cái nhiệt thì để 32, mà cá mới có trong vòng có 3 ngày thôi hoàn toàn khỏe. Theo mình biết là hôm nay là nhờ 85% rồi đó. Hôm trước là khoảng 40 cá nằm đáy mà thậm chí đưa lưng luôn, muốn chết á. Nếu mà trong một ngày đó mà không cứu đó thì nó sẽ chết. Nhưng mà chắc có lẽ là thắc mắc là cái chỗ mà nguyên bài cá sao bắt được mấy cái này, sao bắt đưa lên. Dạ đúng rồi. Đúng. Thì mình có một cái lưới, mình đưa nó vào một góc, rồi mình có một cái đó là kêu là gì, cái đăng ha, dở nó lên rồi bắt từng con rồi bỏ vô vậy thôi. Công cụ chuyên dùng. Nhưng mà trước khi vô nha, mình phải nấu 1-2 bình nước sôi, mình pha cho nhiệt độ nó ấm, rồi mình làm cho giống như mình cho một người già tắm vậy đó, thì bỏ cá vô nó không có sống nước. Đó các bạn, đây là cách của anh Tư Hưng nha các bạn. Rồi mình cắm sợi luôn, đồng thời mình cắm sợi, mình rờ tay mình cảm thấy yên tâm là được, thì bỏ vô rồi cá khỏe liền, chỉ cần nửa ngày thôi thấy khác liền. Mà với tôi á, một ngày đầu là tôi cho ăn, nhưng mà không cho ăn nhiều, một con cho ăn một con dế.
À, một con cho ăn một con dế. Trong lúc chị bệnh anh vẫn cho ăn bình thường. Cho ăn. Dạ. Yeah. Mình thấy mình ăn mà, mình ăn ăn nhiều mà. Tôi mà nếu không cho tôi ăn là bệnh hoài à. Dạ. Con cá nó cũng vậy thôi, nhưng mà không cho ăn nhiều, ăn ít. Mà chịu khó mình cắt mấy cái chân nó đi. Nói chung cách nuôi, cách trị bệnh đó mọi người, mỗi có rất là nhiều cách các bạn ha. Nhưng mà miễn sao anh thấy cái cách của anh nó phù hợp, cái anh nó tốt là ok. Chứ mình đừng có nói là cái cách đó sai, đúng là rồi. Cách khác là không đúng, là cách anh này là bị đúng mà mình cách này đúng nhất, đúng không anh? Là không tùy, anh tùy, thấy anh thấy áp dụng vô, đã từng áp dụng vô và đã từng chia sẻ cho những anh em thấy ok thì anh áp dụng thôi, đúng không anh? Ở dưới là qua cháu Khoa thì mình cũng có một cái biết thêm là Khoa nó nói cũng có lý. Đầu tiên là con cá có cái râu của nó đó, khi nó bệnh á nó cặp xuống. Dạ. Yeah. Mà khi nó khỏe nó bung lên. Mà sao mình lại khác ta? Bệnh cho râu đồ nó bung lên hết là sao? Ok. Bây giờ có nhờ là camera hãy đi theo với anh Hưng cho xem, cho khán giả xem lại những cái em cá bữa trước. Hôm nay là đây là cái bài bữa trước anh nuôi, cũng nuôi, nói dùng nuôi kinh tế cũng không đúng, tại ảnh nuôi là chủ đam mê nuôi chơi đó. Thùng cũng thùng xốp và và cũng rong rêu tùm lum tùm la, không cần vệ sinh, nói chung là nhưng mà cá vẫn phát triển bình thường. Đam mê mỗi ngày cho có ăn là vui ha anh ha. Đúng rồi, nhưng mà cái bầy cá này hình như là mình nuôi nó mình được. Từ lúc mà có huyết cái đâm ra cái mình đúng là bỏ bê đó. Thấy trăng quên đèn à? Đúng rồi. Nói chung là cá thì con albino nó có cái mức độ của nó albino. Kháng thể nó tốt lắm. Nhưng không có thì đúng là kháng thể, nhưng mà cái độ đẹp nhìn nó phát triển không bằng cái những con huyết, cho nên là nhìn nó không đã, đúng không ạ? Nhìn không đã. Qua đây anh còn mấy xe em này nữa cho các bạn. Anh rất là từ từ anh đây anh nuôi đam mê anh rất là nhiều tăng gia lên. Một con xe bao của một đứa em ở Thủ Đức. Dạ. À, nó gửi ở đây được 5 tháng. Nó đem về Thủ Đức rồi bây giờ cho nên chỗ này trống. Dạ, ở đây cũng con xì bao nữa các đây bạn. Đây xì bao này là nó mới đem về được khoảng 2 tuần. Dạ. Tại vì xì bao nó nuôi ở trên Thủ Đức không biết sao mà nó không thật sự nuôi cho sao mà cứ bị bệnh hoài, cứ đem xuống đây là hết bệnh. Ngộ rồi ha, cứ đem xuống anh Tân Hưng là hết bệnh ha. Hết bệnh mình không biết sao chắc. Đó cái bạn. Chắc trời đặt để cho mình phải biết phải nuôi cá thì sao á. Cái bầy albino của ảnh qua đây cũng vậy nè các bạn. Cách đây một tháng mấy, hai tháng mình xuống mình coi thì các bạn thấy nó phát triển cũng rất là nhiều, tại do trời nắng nó nấp gốc. Nó nhát lắm. Nó thẹn, nó thấy đông người đó. Ồ, các bạn thấy nó nhảy lên thấy ghê không? Đó, nó ăn tép à. Đây ăn tép. Ở trong này cũng có một con huyết luôn nè. Con xì bao luôn nè. Làm là đầu đàn á hả? Đó, con xì bao đó là đó, nó nằm dưới gầm á. Đó. Đó các bạn thấy đó, nuôi rất là thoải mái, nuôi bình thường. Ở đây nữa nè, ở đây mình có cái dáng quên dế nè ha. Mình nuôi dế theo cái kiểu này. Cái nuôi dế độc lạ đó các bạn. Kéo lên, có rồi rọc rọc kéo lên nha. Đó, thả xuống. Ở đây nó dừng lại. Rồi mình cho ăn nè. Mình cũng nói với các bạn nha, là mấy cái này mình nên dựng đứng hết. Khi xác nó chết á thì nó sẽ rớt xuống. Thức ăn dư cũng rớt xuống, hoặc phân dế nó cũng rớt xuống, mình chỉ cần kiếm một cái gì đó mình để lại, mình nghiêng cái mình đổ ra hết là xong. Để tự sử dụng chứ không phải là để bán nha các bạn. Mình mua mà, thí dụ như mình mua dế 1 ký 100.000 đi, mình đem về mình nuôi cho 3 ngày sau đi. Dạ. 1 ký thành 2 ký, nó lớn mà. Dạ. Rồi bắt đầu cho ăn vừa lợi. Dạ. Đó. Tiện nữa. Tiện. Anh đang rất là nhiều, rất là thùng đó, mình nhiều, kéo lên trắng ở bên đây cũng có. Mình nuôi trước xe cua rồi đó, kéo lên vậy đó để chi nó không có chật, tận dụng đúng không? Ờ đó vậy thôi, không bị chó mèo nữa ha. À, không bị gì hết. Ở đây nữa nè các bạn, ở đây mới vô cho ăn, ở này cũng kéo lên luôn, gọn ha, vậy thôi, chỗ nào cũng có đó. Đáng học hỏi các bạn. Rồi dế mình đổ ra vậy đó mình cho ăn. Mỗi lần qua đây hay có thêm bất ngờ. Ừ, mỗi lần lại có cái mới cho khán giả xem. Rồi kỳ này mình có nuôi mua đặt mớ trứng rồi. Trứng dế là mình sẽ nuôi, trong này thì dán không à. Dạ. Mà nuôi dán cực quá. Nuôi dán là biến ăn cực. Là biến bắt quá. Đúng rồi, nó cực, nó nhanh quá. Nó chậm lớn ha. Nhưng mà nó nhanh, nó lủi vô trong nhiều mình bắt ra đó là cực. Quay lại cái hồ này các bạn nha, thì cái hồ này rất là đẹp, mình thích cái hồ này. Các bạn nha. Đó thì theo lời khán giả thì mình là review lại cho các bạn xem những em cá này và những cách nuôi và những cách anh sau một thời gian anh Tư Hưng ảnh chơi và ảnh vui, ảnh có nhiều cái bạn bè kết nối được rất là nhiều thứ đó các bạn. Giờ con lấy dế lại em con ra các bạn mấy con cá nó ra, nói chung là người lại nó cũng nhát chạy vô nhưng mà nhìn nó rất là thích các bạn. Đó review sau 70 ngày ha anh ha, 70 ngày, sau 70 ngày, bữa trước mình làm clip ra sau 70 ngày, các bạn thấy đuôi không cần đánh đèn gì hết, ánh sáng tự nhiên,
hồ chế lót bạc mấy trăm triệu, cộng lợi là gần hơn nửa tỷ, các bạn hai bên đây cộng lợi hơn nửa tỷ, hơn 500 triệu. Rất là nhiều cá anh xung quanh anh chứa, anh để vô đẩy ra rất là nhiều. Đó các bạn, đó review được cho các bạn. Sau một thời gian nữa khi mà cá này lớn sai và anh sau đó anh sẽ làm những cái mô hình rất là hay. Nói chung ở đây anh không hoàn toàn kinh doanh mua bán gì hết, chỉ nuôi chơi vui cho các bạn. Thích nuôi vậy thôi. Đúng không anh Tư? Chụp vô nè. Đó. Nuôi rất là vui. Có điều kiện về săn bãi, có điều kiện về thời gian và có điều kiện tài chính thì có thể là chơi theo cách này nha các bạn. Ok. Cái nước này á, cái nước của mình nha, nói luôn nha, rất là sạch nha. Buồn buồn á, có thể lấy cái nước này rửa mặt luôn á. Nước rất là sạch. À, đó, rất là sạch. Làm như hồ tắm mini. Ờ, à, sạch. Tại vì mình lúc nào cũng, không bây giờ không thổi luồng. Thổi luồng là nó tạo ra một cái đoạn để mình hút phân cái máy này, thì mình nói rồi. Yeah. Hút phân, nếu mà yeah, ai mà nuôi cá ngoài trời mà xài hồ xi măng nên có cái này. Tiện lợi. Ờ. À, mà lúc mà làm hồ cũng nên làm theo cái kiểu vậy nè. Bốn góc. Góc bên này sát bên lề là cao hơn ở giữa hồ, lúc nào phải 3 tấc ở dưới làm cái quặng. Tại cái này chút về. Cái này mình làm, mình nói chung là mình làm mình chưa có biết. Kỳ sau mình làm cái hồ. Tự động mình mở ống nước là nó sạc ra luôn. Nó rút về, rút ra phân luôn. Mà nhà có cây thì nó lấy phân đó. Ok các bạn. Cây. Mình xuống tham quan thấy nó phát triển thêm, thấy nó bầy cá rất là đẹp. Thấy anh Tư làm thêm rất là nhiều và có nhiều chiến hữu nữa, mình cũng rất là vui. Hy vọng là sau một thời gian nữa mình lỡ mình review nữa, anh cho mình lỡ review nữa để chia sẻ thêm những cái hay, những cái lạ cho khán giả xem kênh của mình xem nha. Cảm ơn anh Tư rất là nhiều. Rồi qua cái kênh Chú Đồ Bạc, anh cũng gửi lời chúc sức khỏe tới các bạn đam mê cá. Và chúc cái kênh, chúc em cũng nhiều sức khỏe để coi như cái kênh của em càng ngày càng phát triển. Và chúc cho cái tình những người mà đam mê càng đam mê hơn, biết yêu thương nhau hơn. Ta nói gì mà nuôi chim dưỡng tánh, nuôi cá dưỡng tâm. Mình làm sao có một cái tâm hồn nó nhẹ nhàng. Đừng hơn thua nhau. Okay. Rồi vậy thôi. Chúc mừng Khoa luôn có là sau một thời gian nay cũng thấy là trưởng thành rất là nhiều rồi ha. Trưởng thành rất cứng là nhiều. Đó. Cứng hả? À? Cứng cửa tự tin chết à? Nhiều rồi. Cứ cá chết nhiều các bạn. Hồi nó nhiều rồi. Nó lựa mấy ông già nó chơi xong rồi nó khôn đúng rồi. Không phải. Dạ, nó lớn mà nó còn ham bướm với ham bám. Mấy người mà ở cái tuổi mà 60 như mình. Không, mình 60 rồi đó nghe. Mà để muốn trẻ ra kiếm mấy đứa nhỏ chơi, tại vì nó toàn là nói về cá với về gái đẹp không à. Còn kiếm mấy ông già chơi toàn là nói gì bảo hiểm với là gì dưỡng thọ ha. Dưỡng thọ. Ok rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong clip sau. Rồi, cảm ơn. Chào.